Xin chào các bạn, thì trong thời gian qua làm blog trên YouTube thì mình có đọc rất là nhiều cái comment. Nhưng mà những cái comment mà thường xuyên là mình để ý tới thì là thường thường là vậy nè. Anh ơi, anh làm blog nói về xe được không? Anh ơi, anh làm blog nói về Việt Nam Racing Point đi. Thì cũng cho các bạn biết luôn, thì hiện tại giờ mình đang ở Mỹ. Và cũng trong thời gian qua ở Việt Nam thì mình cũng không có còn chơi xe nhiều như ngày xưa nữa. Là lý do tại sao thì có thể là nó qua cái gì mà mình chơi đã quá lâu rồi, hay là nó qua thời thì nó làm mình chán đi, với lại mình cũng không nghĩ là chơi xe bên Việt Nam có thể giúp cho mình, tạo điều kiện cho mình để duy trì sự sống của mình được, nên mình không có còn chơi xe nhiều như ngày xưa nữa. Thì cũng mấy cái comment đó thì nhiều bạn hỏi quá, thì hôm nay cũng sẵn nói luôn á, là kỳ trước mới đây đó mình có nhận được một cái nút bạc ở trên channel cũ. Mặc dù á, cái nút bạc nó không có mang lại cái giá trị về tiền bạc nhá, nhưng mà nó cũng mang lại một cái giá trị đó tinh thần cho mình, cũng nhắc nhở mình á, là nhiều năm qua mình đã làm một cái gì, và cũng có người, cũng còn nhiều người trong thời gian qua đã ủng hộ bạn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Việt Nam Racing Point cũng như chơi cho mình trong suốt thời gian qua. Thì ok, hôm nay làm một vlog đi, lâu phá lệ bữa đây mình làm một vlog nói về mình. Nếu cho các bạn nào đã biết thì cứ coi, còn các bạn nào chưa biết thì nghe. Thì mình là tên là Andy Vũ. Thì nhiều người biết tới mình là từ ngày xưa mình có đua xe ở bên Việt Nam, đua xe đường phố là thì nói chung là như vậy. Mình á, các bạn hỏi là ủa tại sao anh qua Mỹ bao lâu rồi mình về Việt Nam chia xe, sao anh không về Việt Nam chia xe đó, thì trước tiên mình cũng nói luôn á, mình qua Mỹ năm 14 tuổi. Là trước cái thời gian qua Mỹ á, là 14 tuổi là năm 2004-2005 gì đó, mình không nhớ rõ nữa. Thì trước khi qua Mỹ á, mình ở Việt Nam mình đã đua xe rồi. Lúc mình đua xe từ rất nhỏ, từ lúc cỡ 13-14 tuổi mình đua xe rồi. Mình chôm xe mẹ mình đi, với xe mẹ mình mới mua rồi, ba mình gửi tiền cho mình mua xe, đi đạp xe này xe kia, mua đồ chơi, mình không lấy tiền, mình chôm xe mẹ mình đi, cái mình đi độ đua xe luôn. Thì ngày xưa á, thì mình đâu có bằng lái đâu, mình chứ là thằng anh của mình mà cứ canh nhà, mà không có người để xe đi, chìa khóa nhà là lấy đi, thì lấy đi bảo. Thì ngày xưa đâu biết bảo là gì đâu, cỡ chừng mình nhớ không lầm á, là năm đó, năm 2002-2003, thì khuya hai anh em á, mình có qua nhà anh mình chơi, thì khuya hai anh em á đói bụng quá, cái không có gì làm á, cái lấy xe đạp chạy ngoài Đinh Tiên Hoàng mua xôi gà. Thì tự nhiên chạy ra ngoài Đinh Tiên Hoàng mua xôi gà, đứng tự nhiên nghe tiếng quí tiếng bồ câu hú á. Hồi đó lần đầu tiên trong cuộc đời luôn mới thấy bồ câu dí á. Tự nhiên trên cầu Đinh Tiên Hoàng là cái cầu bông, bây giờ như cầu bông á, đổ ao xuống quá trời xe luôn. Mình tưởng là bị cái gì không, mà trời, thì lúc đầu lúc sau công an dí qua thì mình mới biết là đua xe, mà lúc đó mất cười mẹ, nó dí lên đằng trước rồi, nó dí chạy tới Hoài Lăng Ông rồi, là hướng Đinh Tiên Hoàng đổ về Phan Lưu á bạn. Rồi xong mình với anh mình nói ủa anh đua xe ghê quá, đua xe gì ghê quá, cái tụi mình cái mua xôi xong cái trên đường đi về nhà là quẹo về đường Phùng Dân Cung á, là đi ra đường Bà Kè á, thì công an dí người cũng lấy nữa. Mà lúc đó mất cười, lúc lần đầu tiên mà thấy công an dí mất cười, cái anh này chạy cúp bô đam gắn bịt bông mai luôn. Lúc đó mình nhớ mình đầu tiên mình thấy bịt bông mai luôn, thì lát hồi mình kể cho các bạn sẽ nghe tại sao mình thấy. Thì anh này chở cái bà ghệ này chạy vô xong cái không biết sao nó quẹo khúc cua, mà ngày xưa cái cống mà quẹo qua khúc bên Bà Kè Trường Sa vậy đó, cái sao té thôi mới giục xe giục ghệ luôn, nhảy qua sông chạy qua kia luôn, chờ công an bắt xe xong mà chở ghệ về luôn, trời ơi mất cười. Bắt đầu từ ngày hôm đó là hôm qua tuần sau đi, cứ qua tuần sau cuối tuần là tụi mình đi kiếm hoài à. Mà hồi đó tụi mình nhỏ mà, tụi mình ngu mà, tụi mình có biết đua xe đâu, hồi đó đâu có Facebook đâu có gì đâu, điện thoại chưa có nữa. Bắt đầu đi kiếm hoài, ngồi đợi hoài, cũng tự nhiên đâu cũng có duyên sao nữa, qua người qua từ sau thấy nữa. Mà lúc đó đi cái cúp má, chạy theo cái đàn bảo vậy đó có kịp đâu đấy. Hồi xưa là đi bảo đâu phải là đứng một chỗ giật xe với bạn đâu, như mấy cái lúc chơi xe bây giờ đâu, thì nó cứ chạy vòng mà. Hồi xưa đi bảo 100 chiếc là đua hết 100 chiếc luôn, chứ không có mà ngừng lại nhiều, có ngừng nhưng mà chỉ có vài điểm ngừng, mà cũng như là bảo tự do luôn, tống 2, tống 3 là quốc hết ga số luôn á. Thì nó như vậy, rồi qua người ta cúp chạy hoài không nổi, cái bắt đầu chơm xe bà chị, chơm xe chi chăm đi, nó bắt đầu hai anh em hùng tiền lại mua Buda, mà mỗi lần đi cái ghé chọn tiệm chữ xe tháo ra gắn cái bồ vô,
xong rồi đi bảo xong về sáng sớm về lấy cái bô gắn vô lại, gắn bô jean lại, nó cầm bô đam về mất cười. Rồi xong lúc đó thì mới chơi bắt đầu mà, rồi biết rồi nghiện mới chơm tiền nhà trà đồ nhôm, chơm đồ nhà không có chơm đồ nhà, nói chung là lấy tiền của ba mẹ cho này nọ, rồi bắt đầu đổ xe này nọ, thì đó bắt đầu là như vậy. Rồi chơi xe khoảng chừng một năm mấy thì bắt đầu mình mới qua bên Mỹ, vì giờ gia đình mình mới bắt mình qua Mỹ, thấy quậy quá bắt đầu qua Mỹ. Thì ngày xưa là mình thường hay tụ tập ở bên chợ Cái Quéo với lại Hoàng Hóa Thám và ngã tư Sớm Gà đâu. Thì lúc nhỏ mình có làm xe bên anh Hoàng Bánh Mì, thì đó là năm 2004 thì phải, mình không nhớ không làm với Thiện Bánh Mì đâu. Xong rồi có hai ra bà kè cái đường mà giải đấu đặc biểu bây giờ, cái đường khúc mà ngắn bên bên hông á, là hồi xưa tụi mình đua đó không á, với lại cái khúc cua hồi xưa đua ghê lắm lúc bà kè mới làm á, nhưng mà quá nhiều anh ôm như cục điện quá nên tụi nó bỏ cua rồi tôi bắt đầu về ba khúc này đường thẳng nghe nhỏ này. Thì sau này về đây chia xe thì mình có làm xe bên anh bò, thì đó thì mình qua Mỹ lúc năm 2005. Xong một thời gian rất là dài luôn, khoảng chừng 6-7 năm mình mới quay trở lại về Việt Nam. Và trong thời gian đó bên Mỹ thì mình đi học, thì mình cũng có chạy xe hơi chút đỉnh bên đây. Thì cũng biết sao nữa, cái duyên số bắt mình Việt Nam. Thì trong đầu lúc này, tuy là bên Mỹ thì, nhưng mà lúc đầu lúc nào mình cũng lên mấy cái diễn đàn mà bay cờ Việt Nam đồ này nọ, mình kiếm mấy cái xe hình xe ngày xưa, mấy cái clip mà Bảo Vũng Tàu ngày xưa, mấy cái đua xe đâu quay clip nhiều đâu, ít lắm. Mà clip mình coi đầu tiên á, làm cho mình muốn quay đua xe đó, là với lại chơi xe lại, muốn về Việt Nam chơi xe lại á, là cái clip mà đi bảo của Honda. Thì không biết mình nhớ không làm, clip đó là Dũng IC quay, Dũng IC nói với mình là bạn nó quay, thì mình cũng nghĩ vậy thôi. Mà cái nick mà up trên YouTube cũng là tên Dũng đây. Thì đó là cái clip mà mình thì sau một cái thời gian đó thì gia đình mình cũng hơi lâu quá, thì có gì về Việt Nam chơi đi, cái gì về Nam ở thời gian này. Thì cũng trong thời gian bên này thì có một chuyện á, nó là mình muốn về Việt Nam, thì mình có gặp một chuyện buồn, thì nói chung là nó cũng đưa cái duyên số mình về Việt Nam. Thì lúc mình về Việt Nam, mình lúc mình mới đầu quay Việt Nam mà mình không có bạn bè vậy đó, mình qua Mỹ quá lâu rồi. Lúc về Việt Nam thì bạn bè của mình thằng mất thằng còn, thằng thì chuyển nhà đi, thằng xì ke chết, nói chung là tùm lum đủ cái kiểu đó. Nhưng mà cũng còn một vài người bạn. Thì cái đầu tiên mà lúc đầu tiên mà cái ngày đầu tiên mình đi về á, vừa xuống sân bay luôn á, cái đêm đó mình không ngủ. Thì mình về nhà mình có nghe bà dì mới vừa bước vô nhà luôn, có bà dì nói: "Ờ con ơi, ở đây bây giờ tụi nó đua xe ghê lắm á, con ra đường cẩn thận." Thời biết rồi, trời, nghe cái đồ kia đua xe đâu với bộ, cho bộ hỏi rồi. Thì trời, tụi nó giờ đua xe ghê lắm. Thì mấy bạn biết Bình Thạnh này, năm 2010, 2011 là ngày nào cũng đua, mà ngày đồ đua xe là bích tường. Thì nó cỡ đó thì đêm đó mình về, mình lẽ người ta nói lẽ mình xuống sân bay mình ngủ, mình không ngủ luôn. Mình kêu mình mượn chiếc xe của ông cậu mình chạy cái chỗ ngày xưa mình làm xe, mình kiếm lại anh em của mình. Thì anh em của mình á lúc đó đi hết trơn rồi, về nhà đâu mình cũng biết, thằng bạn này nó đi tù rồi, năm sau nó mới về luôn. Thì mình có quay lại một nhà người bạn nữa, mà hên thằng đó bữa đó nó có ở nhà. Cái đội có tí nhóc ở đây không à, trời, gặp anh em mừng quá trời, gà cà phê cà pháo đồ này nọ. Xong rồi đang trên đường đi, Bảo cái mình hỏi nó: "Ờ mày dẫn đi Bảo đi." Nó: "Ờ ok, mày dẫn đi Bảo mà mày chạy cẩn thận nha, bây giờ nó chạy xe ghê lắm." Đó, cái đi Bảo, cái mình đó mình, cái đêm đầu tiên mình đi Bảo là mình đi Bảo với tí nhóc. Lúc mà cái ngày đầu tiên mình quay lại Việt Nam á là mình đi Bảo với tí nhóc với Thiện Mì đồ. Mà đi Bảo xong được vài ngày sau bắt đầu kêu à, là đó mình trong túi mình có $800 thôi, cũng 800 luôn. Cái mình kiếm xe này nọ, kiếm xe, bắt đầu kiếm xe mua liền. Lúc đầu kiếm cái Dream, mà qua chợ Cái Quéo gặp ông nội Quang Mạo, vậy chăng mập đâu má, ông đưa cái Dream cho mình. Thì lúc đó mình về mình cũng đâu có gành chạy xe đâu, 7-8 năm chờ mình đâu có chạy đâu. Thì mình chạy cái đó, cái Dream mình, cái Dream chinh lớn bô đam, nhưng mà cái chén cổ nó rung quá. Thì đó, cái mình coi chạy chút xíu mình không dám mua, thì mình mới bắt đầu quay về. Cái qua bà dì mới dẫn qua nhà hàng xóm mua cái quay S110 á, là quay gà, nó quay gà đó. Cái sáng mà quay sát bự á, là nói chung là sát quay A bây giờ các bạn. Đó, bắt đầu từng qua từng mình đã dành tiền này nọ, mình quất liền.
cái mình gặp ông anh của mình bộ đội, anh bộ đội, cái anh ơi giờ em muốn chơi xe lại quá mà ghiền quá, bắt đầu biết bao năm trời nhớ ngày xưa anh em mình đi Bảo ở Vũng Tàu, mình ngủ ngoài luôn, đi Bảo ra cái đội đi đi về đổi trong đêm luôn. Rồi nói chung là cái năm đó là cái năm đầu tiên mình về là mình ở bên bệnh đúng một năm trời, ngày nào cũng đi Bảo, ngày nào cũng đua xe. Đó là năm năm đầu cuối năm 2010, đầu năm 2011, ngày nào cũng đi Bảo, ngày nào cũng đua xe. Mình với thằng em họ của mình với anh họ, nói chung trời mình nói thiệt các bạn luôn, trong xóm mình thí dụ mà có 20 thằng này đúng không, cái đúng cái ngày thứ bảy đéo con nào ở nhà, cái Bình Thạnh thì sao nó loạn lắm, nó đi Bảo hết 20 thằng là 19 đứa đi Bảo rồi, còn đứa đó là cái bữa đó bệnh nằm nhà nó không đi nổi thôi. Trời xưa đi Bảo nó hoang tàn, nó ngông cuồng lắm. Thì lúc đó mình cũng còn trẻ tuổi mà, mình mới có 20 mấy chứ nhiêu, thì cũng máu chó rồi, người nọ đua xe đi Bảo đùng la. Thì đó là câu chuyện của mình về Nam chia sẻ sao. Còn mấy cái chi tiết sau cái cuộc sống chia sẻ của mình ngày xưa sau, mình sẽ làm một vlog khác nữa. Thì đó là sau cái năm đó mình mới bắt đầu quay về Mỹ, là chơi xe hết tiền hết bạc rồi, không lẽ có bệnh chơi hoài không, lẽ vợ Việt Nam không có tiền mượn người này người kia hoài. Cái mình bắt đầu quay về Việt Nam, quay lại Mỹ, mình đi làm quá chừng, làm quá chừng khoảng chừng 8 tháng à. Chịu không nổi quay về Nam chia sẻ tiếp. Bắt đầu cái năm đó về đó, mới bắt đầu là hình như là cuối năm 2011 á. Mình lại cái chỗ của ông anh làm xe của mình, để cái xe quay gà lúc mình đi là mình bán rồi, lúc cái xe quay gà đó lúc đó mình làm 12 ly chai 58. Cái thời đó chai 58 chai bự luôn rồi đó. Sau mình mới bắt đầu quay về và gặp ông anh của mình. Thì cũng ông anh bò đó, thì ảnh cái anh làm xe mình mà lúc cái năm đầu tiên mình về á, thì cái năm đó mình anh ơi giờ em cũng chiếm xe em chơi lại quá, thì ổng mới giới thiệu cho mình là cái quay kiển, ổng đưa quay kiển ra quay bánh mâm hai dĩa đó. Thôi mày đi xe này đi mày ơi, giờ đua xe mày lâu mày về mày lâu lâu mày chạy đua xe nguy hiểm quá, nó không chịu. Cái ông hỏi cũng chỉ nguyên một dàn xe ổng luôn, là có một chiếc máy cam, một chiếc máy đồn, là mình làm tại mấy xe chạy tiền không mà. Xưa lại hồi xưa anh bảo anh làm mấy xe chạy tiền nhiều chứ anh không muốn làm mấy xe mà đi Bảo. Cái mình trẻ anh ơi em mới mua chiếc này nè. Cái nói thôi mày ơi xe này xe chạy của tao, cái gì mình vừa chỉ cái này cái ổng cười. Cái ổng nói thôi mày xe này xe tao đang là làm cái canh chạy. Rồi xong cái bữa đó cái đêm ngày hôm sau nữa là bắt đầu đi giật xe ra ngoài Củ Chi giật cây 7, giật máy cam. Thì lúc đó anh là gặp anh Nam, thì ảnh có mang của xe chạy của ảnh ra luôn. Thì cái xe đó là xe gì? 4165. Đúng mà, lúc đó cái thời là cái game nó mới ra. Lúc đó cái thời là cái game nó mới ra thì mình thấy xe chạy mà cái càng quá đẹp quá, hồi cái mình mới gà ảnh bán. Mới gà chơi hồi ảnh bán thiệt luôn. Ông nói về mua xe này đi. Tôi bán 12.5 triệu thôi. Cái tự ông nói ủa trời anh bán em 12.5 triệu là có cái luôn cái máy cam máy chạy luôn. Ông nói có đâu mày, máy cam phải thêm tiền chứ, tao bán cho mày cũng máy zin thôi, máy chạy mà anh hạ xuống. Thì lúc đó mình đâu còn biết đâu, mình chỉ cần cái máy để mình chỉnh, được cần cái xác xe để mình làm mình chạy thôi. Cái mình nói mình mua cái xe đó luôn. Xong về cái làm gì cái hỏi ở nhanh giờ cái xe này làm sao cho mạnh, làm sao cho chơi gì bây giờ. Thì bắt đầu hồi năm ngoái là mình đã đi chơi 58 rồi. Năm nay mình đi trái 61 là bắt đầu cái thời đó là năm long rộ lên đó các bạn. Năm long á thì lúc đó mình mới lên mạng mình coi ô bây giờ cái dọn xe làm sao thì vẫn bánh căm bình bông bu đam bình thường thôi. Cái mình lên mạng coi clip thấy anh Tùng Ca Đeo anh có cảnh gắn cái gì cục trắng ngay trên đằng trước thấy ngộ quá, thì mình nhìn cái đó mình giống như liên tưởng đến mấy cái tinh từ cooler của mấy cái turbo xe hơi bên đây nè. Cái mình mới mua cái đó về, đó là cái két nhớ các bạn, đó bắt đầu là cái két nhớ nó xuất hiện rồi đó. Từ đó đầu tên Tùng Cateo thì mới bắt đầu mình mới là người đầu tiên gắn cái két nhớ lên trước cái mặt xe. Thì ngày xưa mình qua năm long chạy cũng đâu ai biết mình là ai đâu, với lại thời đó cũng đâu có mạng biết nhiều đâu. Thì bắt đầu 4165 mình chạy bển với xe của ông bạn mình là chiếc 944, bắt tơ chạy chiếc 944 nhưng với đất, còn mình thì chạy với 4165 mình chạy cái game két nhớ. Thì qua bển ngày xưa là chắc là hồi ngày xưa là người ta không biết mình đâu, thì người ta thường gọi mình là cái nghiêm kích nhớ thôi chứ cũng không rập bản số nữa. Sau này không biết sau này biết đâu bị bản số là 54F2 thôi, 4165.
Thì lúc đó bữa năm Long chơi cũng được thời gian, xong rồi mình phải quay về Mỹ mình đi làm đi học này. Rồi thì mấy cái năm tiếp theo bắt đầu thì trước khi về thì mình có quay một clip bên năm Long, thì bắt đầu từ đó không rồi mới thấy rồi cái quay mấy cái đua xe này nó cũng hay, để sau này mình coi là mình không coi thì có anh có clip cho anh em coi lại. Thì đó vậy đó, thì bắt đầu từ những năm sau mình về đây mình vừa đua xe thì mình vừa đi quay clip, mình vừa lập cái trang ở Đông Mai Sơn Hậu Bình Thạnh này nọ. Ngày xưa là chỉ có trang Biker Việt Nam đó đó, cái trang Facebook Biker Việt Nam thôi mà người ta úp tại mấy xe thị trường thôi bạn ơi, hiểu không? Chỉ có cái trang hội Đam Mê Xe Cộ Bình Thạnh là cái trang mà úp mấy cái mà đua xe đường phố rồi mấy cái bình bông Buddha, mấy cái mà nói chung là cái gì đi bão rồi. Thì bắt đầu từ đó Việt Nam Racing Boy, cái YouTube Việt Nam Racing Boy nó mới bắt đầu từ đó. Ngày xưa không phải là Việt Nam Racing Boy đâu, ngày xưa trang cái YouTube đầu tiên là của Andy 16, sau này thì mình mới về đó, mình mới làm lại cái trang Việt Nam Racing Boy, mới đổi tên lại. Rồi và Việt Nam Racing Boy bắt đầu từ đâu? Thì sau cái năm sau nữa đó mình về đó, mình mới bắt đầu là nói tại sao mình không làm một cái nhóm gì đó đi ha, giống như là một cái nhóm gì đó nói lên, nói về cái đua xe đường phố thì giống vậy, thì mình mới lập ra cái Việt Nam Racing Boy. Lúc đầu chỉ có một mình thôi, mình lập ra cái nhóm này, rồi sau này vô tình duyên số sao mình gặp thằng em của mình là Tô Hà Đông Nghi. Thì đó sau này á, từ khi gặp thằng đó đó, trước khi gặp Nghi đó, mình đó bắt đầu chạy cái trang hội Đam Mê Xe Cộ Bình Thạnh với lại mấy cái group Việt Nam Racing Boy rồi. Nhưng mà sau gặp Nghi á, bắt đầu tụi mình mới tính là làm cho Việt Nam Racing Boy nó lớn hơn. Cũng thì cũng có Việt Nam Racing Boy cũng có một phần là có phần Nghi giúp đỡ, nhưng mình là người tạo ra Việt Nam Racing Boy, mình là người đưa cái ý tưởng cho Nghi với mình làm mình cái đó. Thì sau này vừa đua xe, mình vừa làm YouTube, mình vừa làm trên Facebook rồi này nọ. Nói chung hồi xưa tất cả những gì mình làm á, mình chỉ muốn là cho cái cộng đồng xe của Việt Nam được người ta biết tới nhiều hơn. Sau khi mình lập cái channel Việt Nam Racing Boy được nhiều năm rồi đó, được 1-2 năm rồi đó, bắt đầu mới như có một cái trang là Spam Sếp với các bạn, cái trang mà bạn biết mà bây giờ mấy clip mà tụi nó up mình Thái bên này nọ, tụi nó có nhắn tin cho mình, tụi nó bạn muốn hợp tác không, muốn làm clip hợp tác không, channel này qua channel kia. Thì lúc đó mình cũng chưa có nghĩ tới là chuyện còn hợp tác với ai đó, nhưng mình không có làm. Thì bắt đầu mình làm một mình thôi. Rồi sau này mình có làm áo, rồi có làm nón bán này nọ. Thì các bạn cũng biết rồi, một cái gì đó Việt Nam, một cái gì đó mà nó quá nổi, nó quá bự. Giống như bản thân mình à, mình chơi xe mình chưa có kiếm chuyện nha bao giờ đó. Nhưng mà trong thời gian, suốt nhiều thời gian chơi xe đó thì cũng có rất nhiều người ghét và rất nhiều người thích. Thì cái số lượng người thích á thì nó nhiều hơn người ghét. Thì nói chung á là người ta thấy mình vậy rồi mình nói chung mình cũng chẳng biết nào nữa. Chửi mình không lý do cũng chẳng cần quan tâm. Thì tới bây giờ sau khi mà thời gian mình nghỉ chơi xe rồi á thì người ta không có ghét mình nữa. Nói chung là sau này một thời gian sau này đó mình đã quá quen thuộc với cái xe buýt này rồi đó, thì cũng chẳng ai ghét mình nữa đó. Người ta quan tâm chuyện mình làm hơn. Thì mình mới bắt đầu làm nón, làm áo rồi mình bán cho anh em đồ này nọ mặc chơi. Nhưng mình đâu có bao giờ nghĩ là nó có thể nổi tiếng vậy mà nó bộc phát ra một cái toàn quốc như thế này như vậy đâu. Đi đâu giờ ai cũng biết gì Việt Nam Racing Boy đó. Bắt đầu nha, bắt đầu là tiếng tốt, rồi sau này là tiếng xấu. Tiếng xấu là sao? Tiếng xấu là một khi mà nó lan tỏa ra trước, một khi cái gì mà nó lan tỏa ra nhiều thì nó cũng có cái mặt trái và mặt tốt đó. Thì các bạn biết rồi, cái cộng đồng xe của mình là tập trung những thành phần như thế nào? Đua xe đường phố, thành phần nhỏ tuổi. Thì tất nhiên rồi, trong 1.000 thằng thì cũng 1.000 thằng tốt thì cũng có 100 thằng điên thôi. Nhưng mà những cái chuyện tốt á, những cái chuyện mà tụi mình đi làm từ thiện mang tên Vietnam Racing Boy á, thì người ta cũng không quan tâm lắm. Người ta chỉ quan tâm những cái thành phần mà mặc áo Vietnam Racing Boy ra đường quậy phá đua xe nẹt bô, nói chung là gây tai nạn vậy thôi. Người ta chỉ quan tâm những cái chuyện đó thôi, chứ thật sự người ta cũng chẳng quan tâm chuyện tốt gì đó. Thật sự thì nói chung đua xe đường phố mà thì cũng đâu có gì đâu mà tốt. Thì đó, bắt đầu ngày qua ngày nhiều khi chuyện không phải mình làm mình cũng tức chứ bộ. Nhiều khi cái chuyện không phải mình làm mà một thằng nào đó nó mặc áo Vietnam Racing Boy, nó ra đường nó giật đồ, nó cướp, nó làm này nọ,
thì cũng ảnh hưởng tới mình thì kêu được ờ nó em đi dụ á nó là thằng đó làm gì nằm sân bồi đó nó nhiều khi bạn kia bấy giờ mình không phải bấy giờ thì nghe được chửi mình luôn nhưng mà đọc chưa bao giờ thằng nào mà nó đó giờ mình chơi xe chưa bao giờ nào dám lại đứng trước mặt mình mà nói mình cái câu đó đó chưa bao giờ chơi xe mà đó ai mà đụng được vô người mình đó mình tại sao mình không có làm sai qua được mình không có làm sai mình chẳng sợ ai đó nhưng mà mình hơi buồn thôi là hơi buồn là tại cái gì cái một vừa buồn vừa vui cái mình làm ra thì nó nổi tiếng đó, nó được nhiều người biết tới mình vui nhưng mà cái mình buồn là trong cái vui đó đó có nhiều người á nó dẫn tới những cái con đường sai lệch hay là người ta nghĩ xấu về cái hội của tụi mình làm ra nhưng mà thì đó là chuyện nó như vậy thì sau này nó mình cũng không có làm Vietnam Esboy nữa thì mình thấy nhiều cái thành phần trẻ trâu này nó phá hủy đi cái tên và thực sự tụi mình lúc đó tụi mình chỉ làm đua xe Vietnam Esboy là anh em đam mê tập hợp để chơi chung một nhóm đua xe nói về xe thì tất cả về xe thôi rồi sau này những cái mà trái chiều đó nhiều quá là mình nản mình không có làm Vietnam Esboy nữa thì cũng sau nhiều năm đó mình cũng nghĩ là cái xe này nó cũng không mang lại một cái nguồn thu nhập đồ gì đó ổn định cho mình thì mình mới bắt đầu mình bỏ nhưng mà thằng em mình thì nó vẫn còn theo cái đua xe ngành đua xe thì mình cũng mừng cho nó thì nhiều người á đam mê xe thiệt nhưng mà đâu có nhiều người nào đâu phải ai cũng có duyên để mà xe sống theo cái nghề xe đó các bạn thì mình làm clip này thì mình cũng nói được những gì mình cũng nói rồi thì cho dù bạn ghét hay là bạn không ghét thì cái Vietnam Esboy nó cũng là một cái gì đó một cái lịch sử của đua trong cái làng xe buýt Việt Nam mấy người trong nước nghĩ sao thì mình không biết chứ nó được Google và YouTube là chấp nhận là ok cái trang màu là một trong những cái trang đua xe lớn nhất Việt Nam trong lịch sử thì nếu không có Vietnam Esboy thì mình nghĩ sẽ như thế nào thì nghĩ đua xe nó sẽ không có lan tỏa được lớn như ngày hôm nay đâu đó là cho dù bạn ghét hay không ghét Vietnam Esboy quyết định chính là một cái lực đẩy trong cái xe buýt để đưa xe buýt đi lên thì mình cũng mong các bạn là hiểu cho mình và cũng thì trẻ trâu mà thì ai mà giờ mình nói thiệt một thằng bá dơ á nó chạy xe ghẻ nó cũng bá dơ được mà nó chạy cái Z1000 nó cũng bá dơ được chứ nói chi đúng không chứ nhiều bạn ấy ra đường thấy thằng kia gắn cái xe thắng cái cúp ghẻ cái xe chạy cào và cái nó thằng bây giờ tự nhiên thấy thằng kia gắn cái chạy chết ngàn gắn cái bô luôn quất cái ào và cái hồ đã quá tại sao mà không nhìn một cái cảnh khác nào cho nó công bằng hơn các bạn thì ok thì nhiều bạn chửi cũng đúng nhiều bạn chửi cũng đúng thì nói chung là đừng có quơ được cái nắm thôi trong phòng không phải ai mà mặc áo Vietnam Esboy hay là những ai mà còn Vietnam Esboy hay là vẫn là Vietnam Esboy cũng đều xấu hết đó thì cái gì cũng vậy thôi thì mong các bạn hiểu xong trong blog này á thì mình Vietnam Esboy nó mình cũng không có nghĩ là mình sẽ làm Vietnam Esboy nó sống lại một lần nữa nếu như mà có thể làm xe mà có thể duyên số sau này mình có thể làm xe mình sẽ lấy một cái tên khác nhưng mà lúc nào Vietnam Esboy nó cũng nằm ở trong tim mình thôi các bạn tại vì nó là sao lại tại đó là nơi mình bắt đầu và mình cũng chẳng bao giờ quên hết thì cũng mình cũng cảm ơn các bạn những thời gian qua đã ủng hộ Vietnam Esboy đã từng mua những cái nón Vietnam Esboy đã từng up những cái STT những cái Stardust về Vietnam Esboy trên Facebook của mình cảm ơn các bạn và sau này nếu và các bạn hỏi ở tương lai anh sao thì anh có còn về Việt Nam chơi xe nữa không thì mình cũng nói luôn là nếu có duyên thì mình sẽ về Việt Nam giao lưu cùng anh em chơi xe một lần nữa và mình sẽ làm những xe đi tour đi phượt chơi chung với anh em và mình không có còn mà đua xe đường phố nữa thì bây giờ sân bãi rất là nhiều nếu các bạn muốn chơi xe muốn thể hiện chính mình thì hãy vô sân bãi thể hiện chính mình tại vì những cái chuyện không may thì không ai muốn nếu bạn ra đường bạn giật xe ok bạn này cứng thiệt mà bạn ra đường lỡ người ta băng qua đường là hắn không kịp không hay là bạn cán dở chuối bạn cán bất cứ cái gì đó là chuyện xui không ai biết trước được đó cho nên yêu xe yêu tính mạng của mình hãy mang xe vô sân chạy và đừng có chạy ngoài đường mà thể hiện nẹt bô này nọ chẳng ai quan tâm đâu chỉ có những người chơi xe quan tâm thôi nhưng những người chơi xe mà mấy bạn thể hiện quá trước mặt người ta cũng ghét nó chỉ là người dân thường ok xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong thời gian tới mình sẽ về Việt Nam sớm thôi có thể là hè này mình sẽ về Việt Nam làm vlog giao lưu của anh em nếu có thể mình sẽ làm một gì đó mở một gì đó về xe hoặc không về xe cảm ơn anh em đã theo dõi vlog của mình quên á chưa gì hết mà tắt rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ một clip unbox nút bạc.
cho các bạn coi cái nút bạc YouTube nó nhìn thế nào và nút bạc có gì nào mà xin môi. Okay. Tình hình thì đi làm về thấy cái thùng này quăng trước nhà, nhìn từ xa thì không biết là cái gì hết, lại gần thì mới thấy. Cuối cùng là nó đã về rồi. Các bạn muốn biết trong này là gì không? Để mình mở cho các bạn coi. Okay, bây giờ mình sẽ mở, bắt đầu mở cái hộp này ra, cắt nhẹ nhẹ thôi, cắt lớn vô cả là thu luôn á. Cái này nó bằng kiến mà. Trời ơi. Chết mẹ, không biết cắt như chữ chưa đó. À, rồi. Wow. Woo. Bên này gần đây quay này nè. Thấy gì chưa? Ok, bây giờ bắt đầu mở ra. Rồi biết thế nào cắt mạnh nó cũng cắt luôn học. Thôi kệ, không sao hết. Tay chân run quá. Mặc dù cái này nó không có giá trị về không có giá trị về mặt tiền bạc, nhưng mà nó là giá trị về mặt tinh thần khá là lớn thôi các bạn. Chuẩn bị nha. Mình thấy mấy người mà làm YouTube trên mạng nhiều cũng có mấy cái này, không biết bây giờ mình mới được nữa. Thì một ngày nào đó, để một ngày đẹp trời thì YouTube nó gửi email cho mình là ok, mày sẽ được cái này. Để chuẩn bị nha. Ủa, chưa, quá trời vậy. Đây, quay lại. Tờ giấy đã nói là bạn, chúc mừng bạn đã có hơn 100.000 lượt theo dõi tại cái channel này, là cái channel Việt Nam Racing Boy. Thì cái channel này hồi từ xưa tới giờ thì mình làm up mấy clip đua xe của này nọ về xe Việt Nam á, nhưng mà vài năm gần đây thì mình không có làm nữa nên mình cũng bỏ cái channel luôn rồi. Nhưng mà đây là một phần của lịch sử, ghét hay là không ghét thì đây cũng là một phần của lịch sử xe buýt Việt Nam. Ok, quay vô nè. Tự vỗ tay luôn. Wow, đời quá. Ghét hay không ghét hết, đây là một phần của lịch sử của xe. Các bạn có ghét hay là không ghét, hay là các bạn có chơi xe chuyên nghiệp hoặc là chơi xe đường phố, thì các bạn không có nào phủ nhận được cái này là một phần của lịch sử của đua xe Việt Nam. Và mình là người đầu tiên được cái này, và mình thay mặt Việt Nam đánh dấu một phần lịch sử đó trên YouTube. Ok. Quan trọng là thần thái thôi. Quan trọng là thần thái không? Quan trọng là thần thái thôi. Ha 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 ha